Xin chào, tôi là Nguyễn Khắc Long, chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp được chứng nhận từ cả ba mega guru đương đại Jack Canfield, Brian Tracy và Joe Maxwell. Trái tim của công việc lãnh đạo là con người, nghĩa là đã nhắc tới lãnh đạo là phải nhắc tới những người đi theo và ngược lại. Bộ đôi không thể tách rời đó là leader và follower. Câu hỏi sát hạch năng lực lãnh đạo dễ nhất và đúng nhất đó là có ai đang đi theo bạn hay không? Hay hiểu sâu hơn là họ có sẵn sàng, sẵn lòng chọn đi theo bạn trong khi họ hoàn toàn có cơ hội để không phải chọn nó không? Và đây chính là câu hỏi để phân biệt một nhà lãnh đạo với một kẻ độc hành. Rất nhiều những chuyên gia, giám đốc hay người nắm giữ bảng lương thì lại đều đang là những kẻ độc hành nhưng vẫn nghĩ mình là một người gây ảnh hưởng. Hành trình này thì có vẻ đúng là một nấc thang mới, bởi thay đổi bản thân đã gian nan rồi chứ chưa nói đến việc phải thay đổi hàng loạt những người khác. Vì bạn đang dẫn dắt con người, không phải là một đàn kiến. Nói thế vì tôi muốn nhấn mạnh về việc là phải gây ảnh hưởng từ bản chất con người chứ không đơn thuần là công tác quản lý theo KPI mà công ty đặt ra. Nếu bạn đang nghĩ nó vẫn là lý thuyết thì hãy thử đảo ngược vai trò lại một lần để xem rằng là ai là người có thể thực sự dẫn dắt khiến cho bạn hạnh phúc, tự nguyện và hết lòng đi theo ạ. Anh ta phải quan tâm thấu hiểu, phải nhất quán đáng tin và nhất là phải có lợi cho bạn nữa. Ok, giờ thì hãy đảo lộn vai trò thêm một lần nữa trở lại với vai trò dẫn dắt của bạn. Có thể bạn bắt đầu nghiêm túc hơn, nhưng thiết nghĩ đội ngũ của mình đông như vậy, làm sao có thể cá nhân hóa được sức ảnh hưởng tới từng người đây? Câu trả lời thì nằm ở hai chữ nguyên lý, rằng hãy tạo nên một bộ nguyên tắc lãnh đạo từ những nguyên lý đúng, rồi kiên trì nhất quán đi theo nó và lộ trình của nó như sau ạ. Đầu tiên đó là hiểu và áp dụng những yếu tố đúng với cả doanh nghiệp của bạn và của tôi, gồm có bao tử, trái tim và khối óc, để làm nên toàn thể tinh thần của một con người. Rồi từ đó chọn và áp dụng một hoặc một vài phong cách chỉ đúng với doanh nghiệp của bạn, dù có thể sai với doanh nghiệp khác, là kiểu lãnh đạo theo cấu trúc, theo sự tham gia, theo tính tự do, theo tinh thần phục vụ hay là theo cơ chế chuyển hóa. Điều thứ hai đó là hãy bắt đầu từ inside đội ngũ, rằng hãy chọn những thứ đúng với thực tế từ các doanh nghiệp hàng đầu ở thế kỷ 21, gồm có là nhu cầu và động lực bên trong, gồm có kỳ vọng ẩn trong thị giác, thính giác và cảm giác của đội ngũ, và thông qua nền tảng của các công cụ hiệu quả cũng như là các đặc điểm của một đội ngũ chiến thắng. Điều thứ ba đó là dẫn dắt thành công từ bộ đôi tuyển dụng và sa thải, từ bộ đôi ưu tiên cho nhà lãnh đạo và ưu tiên cho đội ngũ, rồi bộ đôi ủy quyền và giám sát, với đầy đủ các bước đã được chứng thực tính đơn giản và sự hiệu quả. Và thứ tư kết lại là phát triển sao cho họ xứng đáng là tài sản giá trị nhất của doanh nghiệp, bằng tâm lý của một nhà đầu tư, bằng khả năng đặt đúng người và bằng văn hóa học tập liên tục và không ngừng. Cũng đâu quá khó đâu phải không ạ? Từ khi cảm được việc phải chuyển hai cái chữ vị thế sang hai cái chữ ảnh hưởng thì tôi còn cố tình lấn sân cái kỹ năng này ra cái phạm vi bên ngoài của doanh nghiệp thông qua các dự án với các khách hàng, đối tác và bạn hữu. Tức là tôi dẫn dắt mọi người theo cách để họ nghĩ rằng họ đang ảnh hưởng lên tôi. Chứ tôi là bạn của bạn, tôi không phải là người xấu đâu bạn nhé. Tôi chỉ là người chăm chỉ và học cách dẫn dắt bằng việc truyền cái trái bóng ảnh hưởng đó đến đúng người mà thôi. Điều tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa đó là sẽ luôn có những luật chung đúng với mọi doanh nghiệp, những lỗi sai chung với toàn đội ngũ, nhưng cũng có những phong cách hay nguyên tắc riêng chỉ đúng với bạn và sai với người khác. Để dẫn dắt hiệu quả, nó phải là những cách thức tinh anh được cá nhân hóa theo mô hình doanh nghiệp, nhưng vẫn phải giữ được tính trực diện, những thứ có thể đánh trúng insight tự nhiên của đội bạn. Bởi dẫn dắt con người là khả năng khơi dậy được tâm lý tình nguyện của họ, không phải là qua sự lôi kéo, điều hướng hay là cưỡng bức. Hẹn gặp bạn ở lộ trình bên trong.